Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc. Báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu. Chồng, ba, ông nội và ông ngoại của chúng tôi là ông Trần Văn Hiệp, Pháp danh Tuệ Hoàng, đã vãng sanh quốc độ a di Đà Phật ngày 6 tháng 2 năm 2020 tại Baltimore, Maryland, hưởng thọ 84 tuổi. Linh cửu được quan tại Robert Pumphrey Funeral Home, 7557 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland, 20814. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 12 tháng 2, thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, lễ cầu siêu và tiễn linh từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng, hỏa táng linh cửu 11 giờ sáng, tang gia đồng kính báo, bà quả phụ Mary Lee, trưởng nữ Trần Thị Thanh Lan. Thứ nữ Trần Thị Thanh Vân Trưởng nam Trần Thanh Xuân Thứ nam Trần Thanh Tùng Và Trần Thanh Sơn Cáo phó này thay thế thiệp tang Xin miễn phúng điếu Theo ý nguyện của người đã khuất Trong lúc tang gia bối rối Có điều gì sơ xuất Xin quý vị quan khách và bằng hữu niệm tình tha thứ Tang gia đồng kính báo